Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe điện xe chơi. Động cơ 800W, cầu sau phanh dầu và đằng trước là không phanh. Bốn cái bánh xe là bánh có đường kính 45 và bản rộng là 18 đến 22, cái đấy thì tùy chọn các bạn nhé. Đây là một cái mô hình như vậy cho các bạn là dễ lựa chọn. Đấy. Có chân phanh dầu, có khóa, có chân ga sàn hoặc là chân ga treo thì tùy các bạn lựa chọn, có tay đảo chiều, có đồng hồ báo điện. Động cơ là 800W và hộp số là hai số có dây cần. Hai số này là số lúc nào mình lên dốc cao thì mình cần nhá. Các bạn lưu ý nhá. Đối với anh em chơi bản đi phố, đường bằng và hơi dốc thì không cần hai số, nó rất là phức tạp và nó tốn tiền và khó thao tác. Đấy, cái này nó chỉ phù hợp cho các bạn dốc cao. Đấy. Chứ còn đối với động cơ 800W hoặc các bạn lấy 1000W thì không cần số. Đấy. Đây là cầu phanh đĩa, bánh xe và IC điều khiển, thức lái, hệ thống vô lăng là của ATV, vô lăng ATV nhỏ nhé, đường kính 30. Hay bạn nào thích nâng cấp ấy, thì nâng cấp lên cái vô lăng đường kính 35. Đấy, chênh lệch tương đối nhiều đấy, vô lăng 35 và vô lăng 30 là nó chênh nhau 250 đấy các bạn ạ, không phải ít đâu. Có đôi giảm sóc trước, phần giảm sóc sau cái này chưa có, khách hàng có thể lựa chọn dùng nhíp hoặc là dùng giảm sóc, cái đấy là tùy khách hàng. Trong bộ này là không có vì khách hàng không mua. Cái bộ này là mình review một combo của khách hàng mua cho nên mình làm video luôn. Nhà mình có đầy đủ đấy nhưng mà không có thời gian làm, thì tiện thể khách hàng nào mà mua thì mình quay lên luôn. Vừa là để khách hàng theo dõi mà vừa là để cho những bạn khác quan tâm thì có thể mô phỏng theo cái bộ này để làm theo nâng cấp như thế nào, thì như thế vậy thôi. Đây là cái phần tay đảo chiều. Tay đảo chiều thì có 3 vị trí, sang số tiến, lùi và số mo. Đây là phần đồng hồ, đồng hồ báo điện. Đây là chân ga sàn, các bạn có thể sử dụng chân ga treo cũng được để cho nó giống với những cái chân ga chân phanh dầu này. Chân phanh dầu thì nó có cái khóa đây, khi các bạn đạp ga đạp chân xuống thì các bạn kéo cái này xuống thì nó sẽ khóa lại, hoặc là các bạn dùng tay phanh khác ấy, tay phanh kéo ngoài thì các bạn khoan một cái lỗ vào chỗ này và các bạn xuôn vào đây để các bạn kéo sang khóa phanh. Đây là phần trụ đỡ vô lăng này. Đấy. Đây là phần tổng phanh đôi dùng cho hai bánh sau. Bánh thì có các loại bánh đường kính 45, bản rộng từ 18 đến 22 cm. Thì bánh xe bên mình có rất là nhiều loại, các bạn có thể lựa chọn thêm. Đây là phần dây sang số này, cần số này. Những cái bạn nào mà đường tương đối bằng phẳng ấy thì không nhất thiết là phải mua dây số. Cái loại số phụ làm gì, cứ chạy cầu một số cho nó tiện, dễ làm và nó đỡ, giá thành rẻ đi. Thực tế thì nó cũng không cần thiết. Đối với cái cầu này thì là cầu rộng 1m1 các bạn nhé. Lắp bánh lên là 1m2. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn cái cầu rộng khoảng 87 cm cũng có. Cầu 87 nắp bánh lên là khoảng 1m. Đấy, cầu 1m1 thì nắp bánh lên khoảng 1m2. Cái điều khiển 800W này là nó là dòng 18 sò này, nó rất là mạnh. Chứ không phải dòng của xe đạp điện đâu các bạn nhé. Xe đạp điện các bạn mua rất là bé, không đủ công suất đâu, khi các bạn chạy với cái này là rất là yếu, còn chỉ có dòng này nó mới đủ công suất thôi. Đấy, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các
bạn có thể mua kèm theo ghế, nhà mình rất nhiều loại ghế nhựa, ghế da, trượt gập ngã có hết.